Ngồi bên cạnh tôi hiện giờ là một sơ, năm nay sơ 35 tuổi, sơ có u sơ tử cung mà u sơ của sơ cũng rất là, không phải rất là mà là khá là to. Sơ có hai vấn đề theo dõi ở bác sĩ Ngọc. Thứ nhất là sơ có tình trạng thay đổi sợi bọc. Tuyến vú của sơ có tình trạng thay đổi sợi bọc là hai bên luôn, là cái dạng đa nang và dạng mãn sơ. Rất là nhiều clip trong Facebook bác sĩ Ngọc nói về tình trạng thay đổi sợi bọc rồi, là bởi vì nó xảy ra là trên dưới 50% phụ nữ luôn ở trong độ tuổi hành kinh. Còn kinh nguyệt là rất là nhiều người bị. Ở cái triệu chứng lâm sàng của tình trạng thay đổi sợi bọc thì thường là đau vú hoặc là rờ thấy một cục ở trong vú hoặc là núm vú bị chảy dịch chảy sữa thì sẽ đi khám. Đi khám thì sẽ nhận, thường xuyên nhận được cái chẩn đoán của bác sĩ siêu âm là thay đổi sợi bọc. Thì thay đổi sợi bọc nó sẽ có nhiều dạng, dạng thứ nhất là dạng tạo mãn sơ, dạng thứ hai là dạng tạo nang, dạng thứ ba là tạo u, dạng thứ tư là chảy sữa, dạng thứ năm là dạng ống tuyến, dạng thứ sáu là sợi hóa tuyến vú và có một vài dạng ít gặp khác. Thì hiện giờ sơ sơ ngồi bên cạnh tôi là đang có cái dạng của đa nang và mãn sơ, thì sơ đã uống thuốc 2 tháng, hôm nay sơ tái khám lại, bác sĩ Ngọc đã khám lại cho sơ rồi. Nó có đáp ứng những cái mảng nó giảm dần kích thước rồi. Rồi cái vấn đề thứ hai của sơ là những thường gặp ở phụ nữ đi tu, đó là sơ có đa nhân sơ tử cung. Nhiều sơ rất là thắc mắc là sao em đi tu, em không có gia đình, em không sanh con mà em lại có vấn đề của phụ khoa. Thì vấn đề u bướu phụ khoa đó, đối với những người tu hành thì sẽ dễ bị bệnh này, còn đối với những người không đi tu thì sẽ dễ bị bệnh khác. Đúng không? Mình không sanh con mình cũng rất là dễ bị bệnh này, và người ta sanh con nhiều người ta cũng sẽ dễ bị bệnh khác vậy thôi, chứ không phải là mình đi tu là mình sẽ không bị bệnh nội khoa, bệnh phụ khoa. Thì sơ là đang bị đa nhân sơ tử cung, thì đối với cái bệnh này thì đối với hai bên, hai loại phụ nữ là đi tu và không đi tu thì tỷ lệ nó đều ngang bằng nhau, tức là nó không liên quan đến vấn đề sanh đẻ. Không, thì cơ địa của mình, cái loại cơ thể của mình dễ sinh u thì nó sẽ sinh u. Không, còn đối với ung thư, đối với những phụ nữ mà đi tu á thì dễ bị ung thư nội mạc tử cung và ung thư buồng trứng hơn phụ nữ không đi tu á, là bởi vì hai cái vùng đó mình không hoạt động, tức là nội mạc tử cung mình không có sanh em bé để, nhưng mà cái khu vực đó hoạt động thì mình cũng sẽ dễ sinh bệnh hơn những người khác. Còn đối với phụ nữ không lập gia đình á thì cái cũng ung thư phụ khoa, nhưng mà ung thư cái vùng cổ tử cung thì sẽ bị nhiều, và những người đi tu thì không bao giờ bị ung thư vùng cổ tử cung đó, tại vì ung thư vùng cổ tử cung là do viêm nhiễm HPV, mà lây nhiễm HPV á, là do là quan hệ tình dục, cho nên là các sơ là chọn đời đi tu rồi, các sơ không có sống đời sống tình dục cho nên hầu như các sơ là không bị ung thư cổ tử cung. Nhưng cái tỷ lệ mà ung thư buồng trứng và ung thư nội mạc tử cung của mấy sơ thì có cái thì ngang bằng, có cái là cao hơn những người phụ nữ không đi tu hả sơ ha. Cho nên nếu mà mình có vấn đề u phụ khoa thì cũng không có mặc cảm mà phải tới bác sĩ Ngọc đó. Mình không có gia đình, mình không sanh đẻ, mình cũng sẽ có cái loại bệnh của người không đi, của người đi tu, người không sanh đẻ nha các sơ. Cho nên là các sơ đừng mặc cảm, có vấn đề là phải tới gặp bác sĩ Ngọc. Nhiều sơ cứ thấy mà sợ mặc cảm rồi không có đi khám, rồi lỡ cái bước đó ung thư thì nó thành trễ giai đoạn. Thì sơ có một cái nhân sơ khá là to, là nó tới 80 mm, tức là 8 cm đó, và vài cái nhân sơ nhỏ. Thì trước giờ bác sĩ Ngọc cũng đang điều trị cho sơ cái thuốc nhân sơ tử cung cho những cái nhân sơ nhỏ nó không to ra nữa thôi, nhưng mà cái nhân sơ lớn thì sơ nên mổ. Thì hiện giờ mổ thì bảo tồn tử cung cho sơ được bóc nhân thôi, tại sơ có một cái nhân lớn thôi. Thì mà nó phát triển ra ngoài tử cung, nó không có nằm trong trong cái tử cung đẻ, cho nên rất là dễ mổ cho sơ ha. Rồi sơ chạy thì khác với clip ngày hôm qua tôi đăng một phụ nữ là đã lập gia đình và có hai cái nhân sơ rất to. Một cái nhân sơ của cổ á, một là bằng cái trái cam sành to này nè, một cái nhân sơ nhỏ hơn thì bằng cái nhân sơ hiện giờ của sơ nè. Nhưng mà vì nó nằm trong cơ tử cung thì nó đè ép làm biến dạng tử cung, thì nó không còn thấy cái tử cung bình thường nữa. Cho nên với cái tình huống đó, vừa là bướu to vừa là cái tử cung nó không còn hình dạng bình thường, mặc dù bướu lành nhưng mà cũng đã mổ cắt tử cung cho cổ rồi, tại vì không giữ được, bóc nhân sơ ra thì nó chảy máu nhiều, với lại nó cũng dễ tái lại. Còn đối với trường hợp sơ thì khác, nó nhẹ nhàng hơn người phụ nữ đó, là sơ có thể mổ bóc nhân thôi nha.
thì sơ có bảo hiểm y tế thì sơ có thể là mổ tuyến bảo hiểm y tế. Còn nếu như mà sơ muốn tiết kiệm thời gian cũng như là muốn mời bác sĩ của bệnh viện ung bướu thì sơ có thể trở lại đây để bác sĩ Ngọc hướng dẫn cho sơ ha. Rồi.